ngành y tế thành phố Đà Nẵng đang xây dựng kế hoạch sàng lọc loại trừ nguy cơ nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố, trong đó tập trung vào công tác xét nghiệm ngẫu nhiên và thực hiện khai báo y tế toàn dân. Trước làn sóng dịch chuyển lao động, học sinh sinh viên từ các địa phương đến thành phố Đà Nẵng sau dịp Tết làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Lãnh đạo thành phố yêu cầu toàn dân thực hiện khai báo y tế, đặc biệt là công chức, viên chức, người lao động, học sinh sinh viên, khách du lịch. Cùng với đó, yêu cầu các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, trung tâm thương mại lập danh sách người lao động rời khỏi địa phương và trở về thành phố Đà Nẵng làm việc sau dịp Tết Nguyên đán, thực hiện khai báo y tế với cơ quan chức năng theo quy định.